Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn tam ma địa. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ, tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép Ba La Mật Đa chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ quả dự lưu cũng chẳng nên trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán vì sao vì quả dự lưu chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ quả vị độc giác vì sao vì quả vị độc giác chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ tất cả hạnh đại bồ tát vì sao vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát luôn nghĩ thế này ta chẳng nên trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải năng trụ chẳng phải sở trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát thường dùng phương tiện vô trụ như thế để tu hành sáu phép ba la mật đa thì đại bồ tát ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện thí như có người muốn ăn quả am một la quả xoài hoặc quả bán na ta giống quả bí đao thì trước hết lấy hạt của nó trồng xuống chỗ đất tốt, tùy thời tưới tầm, chăm sóc, giữ gìn. Dần dần hạt sẽ nảy mầm, xanh cành lá, thời tiết thích hợp sẽ có hoa quả, khi quả đã chín thì hái ăn. Này thiện hiện, đại Bồ Tát cũng như thế, muốn đắp quả vị giác ngộ cao tột, trước học sáu phép ba la mật đa, lại đối với hữu tình hoặc dùng bố thí, hoặc dùng ái ngữ, hoặc dùng lợi hành, hoặc dùng đồng sự, mà nhiếp thọ họ, đã nhiếp thọ rồi dạy bảo khiến họ an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đã an trụ rồi giải thoát tất cả sanh lão bệnh tử, chứng đắc an lạc rốt giáo thường trụ. Bồ Tát như thế sẽ đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn đối với các pháp, chẳng nhờ duyên khác mà tự liễu ngộ, muốn có thể thành thục tất cả hữu tình, muốn có thể nghiêm tịnh cõi Phật, muốn mau an tọa cả bồ đề màu nhiệm, muốn có khả năng hàng phục tất cả ma quân, muốn chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn chuyển pháp luân cứu thoát sanh lão bệnh tử cho lại hữu tình thì nên học sáu phép ba la mật đa, dùng bốn sự nhiếp hóa phương tiện nhiếp thọ các loại hữu tình. Bồ Tát như thế, khi tinh cần tu học thì nên đối với bát nhã ba la mật đa mà thường tinh cần tu học.